phim ma hay nhất mọi thời đại. Mỗi người đều chuẩn bị cho mình những cách giải trí riêng những lúc rảnh rỗi. Có bạn thì chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè, tập gym, chơi game hay lăn vào bếp nấu những món mới vừa học đâu đó trên mạng. Nhưng có một cách giải trí tại chỗ, tiện và lợi, chẳng cần tốn sức gì, đó là xem phim. Mà phim thường thì nói làm gì, phim ma mới sang. Scream. Còn có tên tiếng Việt là tiếng thét. Phát hành năm 1996 của đạo diễn Wes Craven. Bạn sẽ phải thót tim từ đầu tới cuối khi xem siêu phẩm kinh dị này. Chuyện kể về một cặp đôi trẻ tuổi bị giết dã man dưới tay kẻ thù ác mang mặt nạ Halloween. Nạn nhân còn sống sót là Sydney đã linh cảm đó cũng là hung thủ giết mẹ mình hơn một năm trước. Nhóm bạn của cô đã được bảo vệ bởi cảnh sát, nhưng tên giết người vẫn còn nhởn nhơ. Họ sẽ làm gì để thoát khỏi cái chết đang đe dọa? Sự xuất hiện của tiếng thét vào năm 1996 đã làm sống lại thể loại phim rùng rợn đang sắp tắt vào những năm 90. Doanh thu trên toàn thế giới là 173 triệu đô la và nhận được nhiều giải thưởng của điện ảnh sau đó. Bên cạnh đó, cũng có không ít những mục tội, giảm Scream, truyền cảm hứng cho những người có xu hướng bạo lực, phạm tội ác. Night of the Living Dead. Đêm của những xác chết là nhan đề tiếng Việt, là dòng phim rùng rợn sản xuất năm 1968. Đây là loại phim zombie kinh điển do George R. Romero viết kịch bản và đạo diễn. Đáng phải nói, đây là bộ phim trắng đen có kinh phí làm thấp nhất, chỉ khoảng 114.000 đô la, nhưng doanh thu phòng vé quá hời với 42 triệu đô. Cốt truyện xảy ra ở một vùng quê nông thôn tưởng chừng như yên ả, nhưng lại là nơi những con ma zombie hoạt động rất sâu tù. Nguyên nhân là có một vụ tai nạn ở ngoài không gian và vệ tinh sao hỏa bị rơi xuống. Khi xem phim này, hãy luôn giữ thái độ bình tĩnh vì những con zombie đáng sợ cứ xuất hiện liên tiếp không thôi. The Cabin in the Woods. Tựa đề tiếng Việt là căn nhà gỗ trong rừng, phát hành năm 2012 do Mỹ sản xuất của đạo diễn Drew Goddard. Bối cảnh lại là những thanh niên trẻ thích đi khám phá. Họ đi nghỉ cuối tuần bằng cách vào rừng sâu và nghỉ ngơi tại một căn nhà gỗ. Tưởng rằng sẽ có những giây phút vui vẻ cùng nhau, nhưng hóa ra họ chỉ là những con rối bị điều khiển bởi một hội bí mật đằng sau và nối tiếp các chuỗi bí mật khác không thể ngờ được. Phim hơi bị xoắn não đấy vì có nhiều tình tiết không dễ hiểu tí nào. Nhưng nếu bạn là fan của phim nhất thời đại thì cứ tự nhiên nhào vô nhé. Đứa con của Satan. Tựa đề tiếng Anh là The Omen, công chiếu năm 2006, là sản phẩm điện ảnh của đạo diễn John Moore đến từ Hoa Kỳ. Chuyện kể về Catherine, phu nhân vị đại sứ Mỹ Robert Thorne, vì sinh khó nên đứa bé đã mất ngay khi vừa ra đời. Lo vợ đau buồn sau hai lần sẩy thai lại phải chịu đựng cú sốc quá lớn này, nên Robert được vị linh mục giúp đỡ đánh cháo đứa bé khác. Đứa trẻ được thế chỗ cũng sinh ra trong đêm đó, nhưng mẹ đã qua đời sau khi lâm bồn. Đứa bé được đặt tên là Damien. Hai vợ chồng nuôi nấng và xem như máu thịt. Người vợ Catherine không mảy may nghi ngờ gì về nguồn gốc của con mình, còn người chồng thì không thể tin nổi có một điều khủng khiếp đang ẩn giấu trong thân xác cậu nhóc Damien. Kết thúc phim là hình ảnh cậu bé Damien đứng mỉm cười khi chứng kiến đám tang của cha mẹ nuôi mình. Nụ cười đó đã ám ảnh rất nhiều người sau này. Và đáng sợ hơn, có lẽ bộ phim cũng ám cả đoàn làm phim. Khi sau đó các diễn viên tham gia và một số người liên quan lần lượt bị tai nạn như đánh bom, nổ máy bay, tự tử. 28 ngày sau. Không khai thác chủ đề ma quỷ dọa người nhưng cũng ấn lạnh không kém cạnh với các zombie. Tựa Anh là 28 Days Later. Nội dung kể về một căn bệnh quái ác đang bùng phát thành dịch trên khắp nước Anh. Những người sống sót chạy đến khu căn cứ quân sự, tập hợp lực lượng để chống lại các con bệnh. Phim được đánh giá khá hay, khai thác rõ nét nỗi sợ trần trụi nhưng cũng rất khách quan. Người xem sẽ có những cảm xúc khó tả, bứt rứt với những anh lính bệnh hoạn ở cuối phim. Một tác phẩm của đạo diễn Danny Boyle và nhà sản xuất Andrew McDonald, chiếu năm 2003.
rất đáng để coi nếu bạn chưa biết về một trong số những phim ma hay nhất mọi thời đại này đấy. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.